và các bạn đến với kênh Online 24 giờ TV. Chúc quý vị và các bạn có những phút giây thật tuyệt vời cùng với chúng tôi. Và đừng quên nhấn nút đăng ký kênh và chuông thông báo để cập nhật tin tức mỗi ngày. Và ngay bây giờ, xin mời quý vị và các bạn cùng đón xem tin tức trong ngày hôm nay. Trấn Thành khoe ảnh cháu gái, cộng đồng mạng cười bò vì biểu cảm hai bác cháu giống hệt nhau. Đăng hình bến cháu gái, Trấn Thành lại nhận về cơn mưa lời khen và thúc giục chuyện sinh con. Tuy nhiên, biểu cảm của cháu bé mới khiến dân tình chú ý. Trên trang fanpage cá nhân, Trấn Thành vừa đăng tải 3 tấm hình bé cháu gái mới sinh. Nam nhà hài tiết lộ cháu gái rất thích mình. Tôi thấy nó hợp gu tôi hơn má nó á. Trấn Thành còn tạo meme, hội thoại ngộ nghĩnh, bức hình của hai bác cháu cực dễ thương. Trấn Thành làm trò cùng cháu gái. Chỉ sau vài phút đăng tải, hai bác cháu nhà Asin đã nhận về hơn 13.000 lượt like. Nhìn biểu cảm gương mặt cô bé vô cùng hài hước giống năm MC, khiến cư dân mạng suýt xoa. Hai bác cháu giống nhau quá. Bé con lại có tướng nghệ sĩ lắm đây. Năm MC cho biết hai bác cháu rất hợp gu. Biểu cảm cũng giống hệt nhau. Được biết em gái thứ hai của Trấn Thành Huỳnh My đã sinh con đầu lòng hồi tháng 3 cho chồng người Hồng Kông. Sau khi cơn gò hơn 20 tiếng, tiểu công chúa của Huỳnh My mới chịu chui ra, nhóc tỳ vô cùng xinh xắn trắng trẻo. Mới đây nhân dịp ngày của mẹ, vợ chồng Trấn Thành đã dành thời gian bên ba mẹ cùng nhau đi thăm cháu gái. Anh hào hứng chia sẻ, cháu ruột tôi đó, ông vò vẽ, thấy nó giống cậu Xìn hay Mò Ri. Cỡ này đủ tiêu chuẩn chụp quảng cáo cho sản phẩm gia đình thưa quý vị. Trong ảnh Trấn Thành Harry cười hạnh phúc bên cạnh cháu ruột, bức ảnh ba người ngay lập tức thu hút sự chú ý của mọi người vì quá đẹp, giống như một gia đình. Cư dân mạng lại được dịp hối thúc vợ chồng nghệ sĩ sớm sinh em bé. Dân tình hối thúc Harry sinh em bé sau khi xem ảnh vợ chồng họ bé cháu. Vợ chồng Trấn Thành từng chia sẻ thẳng thắn về việc chưa sẵn sàng có em bé và khi nào chuẩn bị đầy đủ mọi thứ thì sẽ báo tin vui. Dù vậy, cả hai vẫn không tránh khỏi chuyện bị bạn bè và fan liên tục hối thúc.